chào các bạn, mình là Lưu Tấn Nguyên, bây giờ thì đang học 3 buổi Android thứ 3 tại Sài Gòn Tech. Đây là một hoạt động tại trại hè do Sài Gòn Tech tổ chức, và thế là cũng rất là bổ ích khi mà tới buổi thứ 3 mình có thể sửa được khá nhiều thứ như là giao diện rồi mấy cái database. Tôi tên là Chánh Thâm, hiện tại thì tôi đang làm một con robot trong vai trò là thủ môn để đấu cho trận đấu sắp tới. Thì để làm được một con robot này thì chúng ta cần phải học về các cái cảm biến như là la bàn, cảm biến hồng ngoại, cảm biến hai con mắt này là cảm biến khoảng cách. Thì mình mất khoảng 4 buổi để hoàn thành được con robot này. Mình được học lớp dựng phim và được làm quen với những kỹ xảo điện ảnh. Tại vì trong hiện tại em nghĩ là đối với tất cả các học sinh thì ai cũng có khái niệm như là IQ chiếm cao nhất đối với thành công so với EQ, nhưng thực chất EQ lại chiếm đến 75% để được thành công, còn IQ chỉ có 25% thôi. Dạ, vì em được tham quan thêm cái môi trường làm việc ở dưới đây thì nó rất là rộng rãi và thoáng mát. Cứ ước mơ về ngày đó em có làm việc ở tại công ty này. Bữa tham quan hôm nay là em thích thú nhất là kỹ sư cầu nối. Làm kỹ sư cầu nối thì sẽ được giao lưu nhiều và với lại em rất thích là văn hóa nước Nhật. Đây có lẽ là lần đầu tiên con được đến một cái chỗ như thế này, thì thấy các em nhỏ tuy là có không kém may mắn hơn mình nhưng mà rất là cố gắng, rất là vui. Thì riêng bản thân mình cảm thấy là mình may mắn hơn các em, thì mình phải làm được điều gì đó có ích cho các em, có ích cho xã hội mà còn nhiều hơn nữa. Đến đây thì con cũng tham gia được vài hoạt động với các bạn, đó là quét sân và tích tả và cũng như nhổ cỏ với các bạn. Và con đến đây được cũng được lần trước là cách đây 2 năm. Thì lần đó tới đây thì không có được rộng rãi và hiện đại như bây giờ, và bây giờ đã được đầu tư nhiều hơn và làm cho con càng cảm thấy thêm là động lực. Và sau này giả sử con có lên đại học chẳng hạn thì con sẽ cố gắng suốt cái thời gian qua bên đây để giúp các cô các bác ở đây trong việc giảng dạy và cũng như là chăm sóc các em nhỏ. I've been really impressed with the students. As soon as we arrived, they were all straight into the jobs, looking for things to do. Hopefully they've been helpful for the staff. But yeah, no, I've been really surprised because everyone just got down into it and started picking out all the weeds and folding the clothes. But I think the fun games and the activities that they're playing just now is more beneficial for the children, and it's good for the students to see the work that the staff do here. Dạ, thật sự thì em không ngờ là các bạn có thể hòa đồng dễ dàng với các em đến như vậy và có thể giúp ích được các cô một cách hiệu quả nhất có thể. Các em đều biết kiếm việc để mình làm chứ không có thụ động mà chờ được giao việc.